Dạ vâng ạ, em xin mến chào tới toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của siêu thị Hàng Bãi B52 Audio các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các video khác thôi, em cũng không biết nói gì hơn, thật lòng mà nói em cảm ơn tất cả các bác rất chi là nhiều. Vâng, thì cũng nhân tiện đây em cài đặt những bộ dàn để em gửi đi bưu điện ngay buổi chiều ngày hôm nay, thì em cũng review cho các bác nắm được và cho các bác tham khảo và cho các bác biết các bác nhé. Vâng, thì đối với bộ dàn này thì em đã cài đặt xong là em đóng đi bưu điện đi các bác ạ. Thì bác khách này thì bác sử dụng là một đôi loa Martin với lại một con đẩy TD5 với một con vang TB và không thiếu thể thiếu được một đôi mic, bộ dàn không thể thiếu được một đôi mic rồi đúng không các bác. Thì em sử dụng ngay một đôi mic Dino. Hiện cái dòng mic Dino này, cái dòng mic Dino này thì hiện bây giờ là ở cửa hàng em là đang là mic bãi mà đắt tiền nhất đấy các bác, đắt tiền và hay nhất là cái dòng bãi. Em sử dụng một đôi mic Dino và không thể thiếu được một con vang nào, một con vang TB, con vang này con vang số TB, em cài đầy đủ về, chỉ các bác chỉ việc chơi thôi các bác nhá. Và không thể thiếu được con đẩy TD5 các bác, con đẩy này chạy mạch class TD đó, thì con đẩy này giá thành là 3,5 triệu các bác nhá. Và con vang TB này nó là 3 triệu đồng và đôi mic 3 triệu đồng. Và không thể thiếu được một đôi loa Martin DCH các bác ạ. Đôi loa Martin DCH này thì tất cả nội thất của em nó và cũng như là em thử tiếng ở thô, phần thử tiếng thô ở bên ngoài là cho các bác nắm được và các bác xem hết rồi đúng không ạ các bác. Thì bộ dàn này tổng giá trị bộ dàn này là có 21.500.000 đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một bộ dàn chơi Tết, không những là chơi Tết còn các bác để là coi như là chơi mỹ mãn luôn các bác nhé. Đấy, mỹ mãn luôn là bộ dàn này, tổng giá trị của bộ dàn này là 21.500.000 đồng. Và em đã setup xong rồi đây các bác, em đã setup xong rồi để chuẩn bị đang để cho anh em nó vào nó lấy ra để nó đóng đi gửi bưu điện các bác. Thì em đã setup xong rồi, là bên em cũng báo cáo với bác là em cũng cài về đặt tất cả là bằng máy RTA hết các bác nhé. Bằng máy RTA thì nó sẽ đo được cái đáp tuyến, có như là đáp tuyến là có như là thừa, ví dụ như là thừa cái giải gì thì em sẽ cắt bớt đi và thiếu cái giải gì là em sẽ thêm vào các bác ạ. Thì để cho cái một bộ dàn của mình hát cho nó ngọt ngào và tiếng nó sạch sẽ hơn các bác nhé. Vâng, thì em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa, thì em sẽ cho các bác đi nghe qua thử một đoạn nhạc và thế em sẽ hát. Em hát thì không hay, xong em hát thử cho các bác một đoạn để cho các bác thử được tiếng mic của em nó các bác. Thì các bác chờ đợi em một lát, các để em cài điện thoại vào cái livestream này đó các bác nhá. Em cài đặt vào, em cài điện thoại vào cái kẹp điện thoại đã. Rồi em sẽ mở nhạc cho các bác nghe qua một đoạn nhạc các bác nhá. Đó. Em sẽ mở nhạc qua cho các bác nghe một đoạn nhạc để các bác cảm âm. Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên.
hết anh thật là vâng các bác nhé. Vâng thì em hát thì cũng không hay, vâng thì em chỉ biết cày đặt và em chỉ biết cày đặt và cái đáp tuyến của nó ví dụ như là thiếu thứ gì thì em thêm vào mà dư giải thì em cắt giải đi các bác nhé. Thì đối với cái dòng loa này thì tiếng quan thì chọn các bác nhỉ, cái tiếng mic của nó này, tiếng mic của em nói đem về rất chi là xa mà hút rất chi là nhẹ và bay luôn các bác ạ. À đây 1 2 3 4 rất chi là nhẹ nhàng và ngọt ngào các bác. Đó thì các bác ơi thì đối với cái dòng loa Martin này thì các bác nghe tiếng em test qua cả vừa cả tiếng mic và đồng thời và cả tiếng bass của em nó các bác nhé. Thì em đã test rất chi là kỹ càng cho các bác nghe rồi. Thì đối với cái bộ dàn này thì các bác thì em nói lại cho các bác một loại lần nữa thì em đang ghép cho bác khách là tổng giá trị bộ dàn này có 21.500.000 đồng các bác nhé. Sử dụng là một đôi Martin DCH bản cao cấp nhất của Minetic của Martin và một con đẩy TD5 các bác nhé, và một con vang TB, con vang số karaoke chuyên nghiệp, và không thể thiếu được một đôi mic Dino là mic con mic này mic bãi, và tất cả đây là 4 thiết bị là đều là bãi hết các bác nhé, đều là một hàng bãi hết. Vâng thì cũng cuối video rồi thì em cũng không còn gì nữa, thì em cũng cài đặt xếp bếp xong rồi thì để em xin phép các bác em lấy ra để em đóng nguyên điện em gửi cho các bác khách các bác nhé. Thì em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau, ở những buổi livestream sau. Thật lòng mà nói em cảm ơn tất cả các bác. Đã, các bác dù mặc dù các bác chưa có mua hoặc là các bác xem em cho vui, nhưng các bác xem em có động viên em và các bác khích lệ em là em cảm thấy là em là con người bán hàng, là có các bác động viên và góp ý những cái lời hay ý đẹp cho em. Thật lòng mà nói em cảm ơn tất cả các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau, những buổi livestream sau các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại ạ.